miền Trung á, lũ trồng lũ. Coi sớm mình gây quỹ ủng hộ bà con ngoài miền Trung đi, chứ con thấy tội nghiệp quá. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Trời ai ơi chứ mày á, tao không có tin. Trời đất ơi, miền Trung á, lũ trồng lũ, tội nghiệp ghê. Thế mới biết mình ở đây còn may á con. Mà bây giờ kéo đâu coi tin tức đâu không thấy lũ hết trơn. Mà được cái nhân dân mình kiểu tinh thần tương thân tương ái mà hô cái là ta đi từ thiện quá trời luôn. Đúng rồi. À Vinh, má cũng tính từ thiện ngoài miền Trung á, con xem chỗ nào người ta nhận á, gửi cho má ha. Thì con thấy trên mạng cũng quá trời luôn, nhưng mà kiểu không biết có tin được hay không, tại cũng có người thật người giả. À không, thôi má đưa đây con đi từ thiện trực tiếp cho. Thôi, trời ai ơi chứ mày á, tao không có tin. Tự nhiên không tin con chứ không, má nghĩ con lừa má hả? Trời ơi, cái xóm này con hơi bị nổi tiếng quá trời người hâm mộ luôn, ai làm mấy chuyện đó. Trời ơi mày á, toàn nơi tào lao chuyện bao đồng không à. Nói mày đi làm mày đâu có đi làm, lông ba lông bông ở đó mà ra miền Trung cứu đói mới lì từ thiện. Thôi để tao coi trên mạng này ai nhận á, tao gửi. Người lạ còn hơn là người mày, không tin. Má nói vậy chạm tự ái con nha, con xin tuyên bố với má là con tự ái má đó. Ê tao chưa nói hết mà ngồi đây, ngồi xuống, tao chưa nói hết, ngồi xuống. Ê thằng Vinh nè, cái thằng quỷ này để giờ sao nó đi làm sao biết coi đi trời. Tức thiệt chứ, mình cũng phải có tự ái của mình chứ, má nói vậy là không tôn trọng mình, coi thường. Dạ cho con xin. Dạ con cảm ơn cô, cảm ơn cô ủng hộ bà con đồng bào miền Trung của mình. Dì Hoa thiếu buồn quá. Rồi biết. Thiệt tình á, hổm rồi coi tình hình thời sự á, thấy ngoài miền Trung mưa bão coi đau lòng quá, giái trời giái Phật cho mau hết. Dạ con cảm ơn cô. Dạ thôi con xin phép đi qua gia đình khác nữa nha. Dạ dạ đưa con đi. Nè con, hạn chế ra ngoài đường nghe không con? À mà tình hình mưa lũ ở ngoài đó đó, nước nó có rút bớt đi không con? Dạ không có sao, nhưng mà chỉ có mấy cái chỗ mà trong thành phố á, ven sông này nọ nó mới ngập lớn ba ơi. Vậy con có cần cái gì không để ba gửi ra ngoài đó cho con? Thôi khỏi đi. Để biết sao không, bây giờ giao thông nó khó khăn lắm, ba gửi ra rồi cái con cũng không có nhận được gì hết trơn á. Ba lo ba giữ sức khỏe đi là được rồi. Ủa Vinh. Dạ làm sao? Ủa làm sao bận gì à? Có gì đâu, nói chuyện với thằng ba, nó đang công tác ngoài miền Trung á, rồi á tình hình mưa gió bão lụt ở ngoài đó nó không có về được luôn. Thì mấy nay con cũng định qua nói với ông Sáu nè, coi sớm mình gây quỹ ủng hộ bà con ngoài miền Trung đi, chứ con thấy tội nghiệp quá. À chuyện này á là chú ủng hộ đó, sẵn có thằng ba ở ngoài đó rồi, có gì á mình quyên góp xong mình gửi qua cho nó làm ở ngoài đó luôn cũng được. Dạ, vậy thì tốt quá. Ủa mà ông Sáu. Kính thưa bà con, hiện tại tình hình lũ lụt ở miền Trung mình đang diễn biến rất là phức tạp. Bà con mình đang sống chung với lũ. Hôm nay con xin đại diện cho quỹ Tâm Từ Thiện đến đây có một chương trình là ủng hộ miền Trung. Mong bà con mình ủng hộ để giúp đỡ cho đồng bào mình. Vậy là bà Tâm bán sao rồi con? Cái này mình ủng hộ sao em gái? Dạ, em có một bịch đó là 10 gói với giá là 150.000. Ok, anh lấy 2 bịch. Dạ em gửi. Đây là 500.000, 2 bịch thì hết 300, còn 200 coi như là ủng hộ cho đồng bào. Dạ em cảm ơn anh. Thưa bà con, thì tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, thì bà con có chút lòng thành ủng hộ cho em gái đây để coi như là đùm bọc cho đồng bào miền Trung chúng ta, và cũng coi như là gây quỹ từ thiện cho Tâm nhân đạo. Vinh,
mày có mang tiền theo không? Có, bao nhiêu má? Có bao nhiêu đưa bao nhiêu, chút về tao trả tiền. Hết vốn liếng luôn đó. Trời, có 500 ngàn thôi hả? Trời ơi, định mua hết luôn. Ừ. Trời ơi. Dạ. À, này cô mua nè, nó 2 triệu đó. Dạ, con cảm ơn cô. Tấm lòng của bà con mình á, làm con cảm động quá. Dạ, vậy cảm phiền mọi người á, mình viết tên vô trong cái bản ghi nhận này giúp con nha, để bên quỹ từ thiện á, họ gửi lời chia ân tới mọi người. Thôi khỏi đi con ơi, trời ơi, giúp đỡ đồng bào miền Trung mà, ngoài đó đang lũ lụt. Trời ơi, con thấy á, thương lắm, đứt hết cả khúc ruột này. Cha, bà Thơ bữa nay quân tử quá ha. Có nhiều đâu anh. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Còn dư bao nhiêu thì cho anh ủng hộ nha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ cảm phiền anh ký tên vô biên bản giúp em nha, để bên quỹ á, họ gửi lời cảm ơn. Dạ. Em ơi, là chị mua giùm cho em. Dạ. Mệt cũng chết luôn. Đi từ sáng giờ cũng rụng 2 giờ. Nói cũng gãy lưỡi, khát khô cả họng luôn. Thôi cô đi, công việc mà. Chán gì đâu. Ê, mệt thì mệt chứ đừng quên nhá. Ẹ lắm. Đó, bằng của chú đó. Công nhận cái xóm này nó khờ thiệt ấy. Nói cái gì cũng tin. Thôi đi về lẹ đi. Hành vi phạm pháp của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Hôm trước khi tôi qua tiệm tạp hóa của dì Hoa, tôi đã thấy cô bán tâm cho dì làm từ thiện. Nếu có sự đồng ý của ông tổ trưởng á, thì tôi cũng yên tâm. Tôi tin tưởng ổng lắm đó. Dạ. Khi đi trong hẻm, hai người chở nhau chạy xe máy rất ẩu và xích tông vào tôi, nên tôi đã nhớ ngoại hình của hai người. Tôi đã qua nhà ông Sáu tổ trưởng để hỏi về hoạt động từ thiện của cô. Sáng nay con đã thấy được có nhóm từ thiện bán tâm gì đó, và còn nói là được ông Sáu tổ trưởng đồng ý. Ủa, đâu có ai nói gì với chú Sáu đâu ta. Khi ông Sáu phủ nhận việc cho phép cô làm từ thiện, tôi bắt đầu nghi ngờ hoạt động của cô là lừa đảo. Hôm sau, các người tổ chức sự kiện từ thiện trong xóm, thu hút nhiều bà con tham gia. Khi đến nơi, ông Sáu định đi vào để lật tẩy hai người, nhưng tôi đã can ngăn. Thay vào đó, chúng tôi trà trộn vào tham gia để chứng kiến chiêu trò của các người. Cô lợi dụng lòng tốt của mọi người, lấy danh nghĩa làm từ thiện để thu rất nhiều tiền của bà con. Còn anh là đồng bọn, lên diễn bài nhà hảo tâm và phát biểu để lấy lòng tin. Thì tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Sau khi sự kiện kết thúc, hai người lại xuất hiện ở quán cà phê này và diễn lại bài cũ để moi tiền của chị Nhã. Dạ, một bịch gì á, có 10 gói, giá 150 ngàn ạ. Đưa đây chị mua giùm. Công an đã được gài vào quán cà phê và chứng kiến vở kịch này của hai người. Ngay sau đó, các người hẹn nhau trong hẻm vắng để chia chác chiến lợi phẩm. Tôi đã dùng điện thoại quay lại cuộc trao đổi này để làm bằng chứng. Tôi và công an đã tiến hành bắt giữ để ngăn chặn đường tẩu thoát của hai người. Bây giờ mời hai người theo chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Giữa tình hình thiên tai khó khăn, một số đối tượng lấy danh nghĩa làm từ thiện để trục lợi trên lòng hảo tâm của người dân. Khi nghi ngờ hành vi từ thiện gian dối, hãy nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chính quyền gần nhất để kiểm chứng và kịp thời ngăn chặn những đối tượng lừa đảo này. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm. Mấy đêm qua trong 30 năm buồn bà có mấy cái chuyện dâm ba thị phi. Tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha và máu ở trong tuôn ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày. Tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Chập chấp lừa đảo ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường. Khi bị bắt khỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ bắt nó lại đi. Công việc của tao